Hiện trạng khu đất trùng đầu giá hơn 133 triệu đồng trên 1 mét vuông ở huyện vùng ven Hà Nội. Khu đất trùng đầu giá hơn 133 triệu đồng trên 1 mét vuông tại huyện Hoài Đức, Hà Nội đang trở thành điểm nóng khi các nhóm đầu cơ và nhà đầu tư liên tục đổ về đây, tạo nên sự nhộn nhịp bất thường. Ngay sau khi đấu giá thành công, nhiều khu đất đã được rao bán lại với giá cao hơn, khiến thị trường khu vực này trở nên căng thẳng. Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra các giao dịch không minh bạch, đặc biệt là những người tham gia mua bán, nhằm ngăn chặn hiện tượng thổi giá gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường. Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra tại các khu vực như Thanh Oai và Đan Phượng, nơi giá đất đấu giá cũng tăng mạnh trong những ngày qua. Những khu vực này đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức về tính minh bạch và bền vững của thị trường bất động sản. Để nắm bắt thông tin chi tiết về quy hoạch giá đất và cơ hội đầu tư tại các khu vực đang nóng, bạn có thể truy cập golden.vn. Đây là nguồn thông tin đáng tin cậy, giúp bạn cập nhật những thay đổi mới nhất trên thị trường và tìm kiếm các cơ hội đầu tư sinh lời cao. Vào ngay golden.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.